Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Tiếp theo một chuỗi tất cả những cái dòng sản phẩm xe đạp địa hình ngon bổ rẻ, thì hôm nay em lại về tiếp tục một chiếc xe đạp địa hình cấu hình cực khủng và rất là tốt trong tầm giá. Đây là một chiếc xe đạp theo em nó đánh giá là một cái chiếc xe đạp rất là hợp lý trong tầm tiền và bù lại một cái cấu hình rất là tốt. Và xe đạp đó cấu hình như thế nào thì bây giờ xin mời các bác đón xem video ngay sau bây giờ. Và đây là tổng thành, như các bác đang nhìn thấy, đây là tổng thành chiếc xe đạp mang thương hiệu Crolus. Thương hiệu xe đạp Crolus này hiện tại so với làng xe đạp thể thao ở tại Việt Nam thì cũng đang dần phổ biến. Và cái thương hiệu này nó là một thương hiệu xe đạp của hãng Pháp, theo như em tìm hiểu được thì là của hãng Pháp đó. Thế thì chúng ta sẽ đi đến cái phần khung của chiếc xe. Các bác đang nhìn thấy đó là khung bằng hợp kim nhôm, được xử lý không có mối hàn, tức là được che mối hàn hay là được xử lý mối hàn, tức là không còn những cái gọn hàn nữa, mà hãng đã xử lý mối hàn để trông mỹ thuật hơn. Đó, như các bác nhìn thấy là cái phần mối hàn này. Đây không phải là khung không mối hàn, cách đọc đó thì đúng về hình dáng nhưng không đúng về bản chất. Bản chất vẫn là phải là hàn, nhưng mà hãng Crolus đã gia công cái mối hàn này và để cho nó mỹ thuật hơn. Thì những cái khung mà dạng không mối hàn như này thì nếu mà các bác theo dõi kênh của em nhiều thì các bác cũng đã thấy ở trong kênh của em đã xuất hiện rất là nhiều những cái chiếc xe dạng khung như thế này. Và Crolus như trong video này là một ví dụ. Về phần sơn của chiếc xe thì em đánh giá là khá là đẹp, không có một vết xước lớn nào. Như các bác có thể nhìn thấy dòng chữ Professional Frame Design, tức là một cái thiết kế rất là hoàn hảo của cái khung này. Khung cấu tạo hợp kim nhôm aluminum 6061. Đây, như các bác có thể thấy cái chiếc tem đây là được làm bằng nhôm 6061. 6061 là một cái loại hợp kim nhôm ít tạp chất và trọng lượng nhẹ. Đây, như các bác có thể thấy những cái dòng chữ về cái công nghệ làm khung của cái hãng Crolus này rất là tiên tiến. Dòng 3 turbo 420. Đây là cảnh báo, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của hãng. Về phần yên của chiếc xe thì em đánh giá là khá là đẹp, không có một vết rách, vết xước nào cả. Về phần mirror của chiếc xe, được trang bị một đôi mirror cả trước và sau đều như nhau, mang thương hiệu Lovatec. Bánh quay rất trớn và nhẹ. Như các bác có thể nhìn thấy logo của thương hiệu Mayer Lovatec. Mayer Lovatec là một cái hãng làm sản xuất bộ chuyển động Mayer cũng khá là tốt, chuyên cho các cái dòng xe được nâng cấp. Đi kèm với đó thì xe được trang bị một đôi lốp Maxxis. Đôi lốp Maxxis này thì cũng là một cái lốp siêu nhẹ cho dòng địa hình, khá là tốt. Vành DT Swift. DT Swift là một cái vành của hãng Phần Lan. Cấu hình của chiếc xe là lip 9 tầng hiệu SRAM, đề SRAM X5. Như các bác biết thì ở trên thế giới này có 3 hãng sản xuất bộ chuyển động xe đạp, đó là Shimano, SRAM và Kampa của Ý, SRAM của Mỹ và Shimano của Nhật. Thì chiếc này được trang bị bộ chuyển động SRAM X5, full SRAM X5 của Mỹ, đề đằng sau SRAM X5, lip SRAM 9 tầng, phanh dầu Mayer Lovatec trớn cực quan,
Đằng trước của chúng ta thì chúng ta có một bộ đùi đĩa SRAM X5, trục đùi đĩa rỗng và một gạt đĩa X5 luôn. Trên tay cầm của chúng ta cũng có một bộ tay chuyển số SRAM X5, tức là full group SRAM X5 của Mỹ. Phanh dầu ở đây chiếc xe được đang sử dụng đó là phanh dầu Shimano Nhật Bản, phanh thủy lực Shimano Nhật Bản. Về phần giảm sóc, chiếc xe được trang bị giảm sóc thủy lực và có khóa ở trên tay. Khóa ở trên tay như này. Chúng ta muốn khóa cái hành trình cứng lại để giảm sóc không còn nhún nữa thì chúng ta bấm ở trên tay luôn, chứ không cần thò tay xuống. Một số xe thì thò tay xuống, còn cái xe này nó khóa trên tay luôn. Thì đây gọi là giảm sóc khóa hành trình trên tay. Phanh thủy lực dầu, phanh dầu thủy lực hãng Shimano, tay chuyển số, gạt đĩa, đùi đĩa, líp, đè, full của SRAM X5, giảm sóc thủy lực dầu. Đằng trước của chúng ta cũng là Mayer Lovatec và vành DT Switch. Lốp Maxxis y như bánh sau. Về phần bên này của chiếc xe thì em đánh giá sơn cũng khá là đẹp. Khá là đẹp, không có một vết xước lớn nào. Màu đỏ đen rất là thể thao, đỏ trắng đen. Bánh quay cực trớn, xe đang trong tình trạng hoạt động tốt. Đây là website của hãng carolusby.com. Bánh quay cực trớn, đây là tổng thể bên này của chiếc xe. Sơn tương đối đẹp. Bánh quay rất bon. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra, nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là em sẽ
là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.